Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào tất cả anh chị em. Ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới ngày hôm nay, đây là vườn cây bonsai của em Cảnh, địa chỉ là thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Thì hôm nay Thanh Phú lại đến, em Cảnh cũng có chia sẻ gửi đến quý vị một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Rồi, Thanh Phú kính mời quý vị cùng anh chị em mình bước vào bên trong để cùng gặp em Cảnh. Và em Cảnh cũng có chia sẻ cây của em về chặt liên tục, kính cả vườn quý vị. Và vẫn tiếp tục đang dọn và làm. Chào em. Chào anh Thanh Phú. Cây về nhiều em. Dạ. Yeah. Này món đồ cũng khá quý. Chào em. Muốn chia sẻ anh em. Đây là một cái tác phẩm lọc vườn này. Dạ, yeah, kinh điển. Cây đang hoa. Phốt phát kinh điển quý vị. Cây này rất là già, rất là đẹp. Đẹp quá em. Ngày mới thì cũng xin mến chào anh Thanh Phú. Chào tất cả quý anh chị em mộ điệu bonsai trên cả nước. Và ngày hôm nay thì đặc biệt là nhà vườn em sẽ chia sẻ song hành với những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà. Thì hôm nay sẽ chia sẻ đến tất cả quý anh chị em những cái một trong những cái món đồ phải nói cũng rất cần thiết cho bonsai của mình, để mình pha trộn đất. Và bây giờ thì mời anh Phú theo chân của nhà vườn để ra bên ngoài để muốn giới thiệu đến tất cả quý anh em mình một cái món đồ. Rồi, mời em. Phổ biến. Chào nghệ nhân trẻ nha. Chào anh. Đây anh Phú, đây tất cả quý chị em. Xin giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mình là đây là một cái món đồ mà nhà vườn lâu nay cũng đang sử dụng. Và đặc biệt là cái này là một cái nguồn sơ dừa quý anh chị em, cũng rất là cần thiết cho cây. Vì cây thì phải có cái độ ẩm để mình trộn vào trong đất. Thì đây là một cái loại sơ dừa được làm và được xuất đi Israel này quý anh chị em, được xuất đi nước ngoài. Sơ dừa này là sơ dừa của mình, nhưng mà họ làm theo từng bánh như này để xuất đi Israel. Và nhà vườn thấy cái giá thể này nó hay quá quý anh chị em, nên là em mua về. Thứ nhất là xài. Và cái thứ hai là tôi chia sẻ đến tất cả quý anh chị em mình, để quý anh chị em mình cùng xài. Anh em ở nhà vườn mình ở sát cái mạch lộ của anh chị em nên hơi ồn một chút, anh em mình chịu khó nghe giúp em. Xe qua lại. Cái dạng viên nén như thế này quý anh chị em, người ta dẹt rất là sạch. Thứ nhất á, là người ta dẹt rất sạch, và cái thứ hai á, là nó đã không còn chất chua trong này quý anh chị em. Là người ta làm nó đã, người ta đã xử lý gần như là toàn bộ các cái chất chua, chất chát ở trong sơ dừa này. Thì sơ dừa thì anh em mình biết là sơ dừa là nó không có chất đâu, để trộn vào đất để cho nó giữ độ ẩm, với lại là nó không thoáng thôi, tạo độ xốp. Cái sơ dừa này là một cái bánh như thế này á, là mình ngâm vào nước anh Phú. Đúng rồi. Thì nó sẽ nở ra khoảng là 3 bao. Đúng rồi, chia sẻ dạ. Cho anh em một cái, dạ một cái bánh này là người ta nén nha quý chị em, người ta nén rất là chặt hả? Dạ, nén rất là chặt này. Là một cái bánh như thế này á, là nó sẽ ra 3 bao. Và cái một cái bánh sơ dừa như thế này thì nếu mà anh em nào mà có không ở vị trí của mình mà không có bán á quý anh chị em, thì anh chị em mình cứ liên hệ với em để lấy về để mà ngâm vào để mà thay coi. Sơ dừa dù anh em mình có dẹt cỡ nào đi chăng nữa nó cũng không có sạch bằng cái này đâu. Dạ, yeah, cái dòng này thì nó là được nhập đi nước ngoài, nhập đi Israel để người ta trồng rau anh. Đúng rồi. Đó, nên anh em nào mà dùng thì cứ liên hệ với em. Cái này mới em mới đem ra để mà ngâm ra để mà thay coi quý chị em. Còn ở phía bên trong thì chất rất là nhiều. Anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Một cái bánh như nói là ra 3 bao nha quý chị em. Người ta dập lại nó rất là cứng. Và bây giờ thì mời quý chị em theo trong ở nhà vườn vào bên trong để em chia sẻ những tác phẩm của nhà vườn một cách chi tiết hơn, để quý chị em mình sẽ chiêm ngắm cho thật là chi tiết những cái tác phẩm của vườn nhà, để mà chúng ta
ta vừa hết tiền giao lưu. Và đặc biệt tuần này thì em có giới thiệu đến tất cả quý anh chị mình đó là một trong những cái mẫu chậu đá đó quý anh chị em, để chúng ta có thể chơi xem, chơi súng thì hoặc là vào coi. Đây là một cái mẫu chậu đá, cái này thì đục theo mai lan cúc trúc với quý anh chị em, mà đục rất là tinh xảo, làm đây. Tay hết em, dạ, làm tay hết, thủ công hết toàn bộ. Cái này là đục mai lan cúc trúc, những cái chậu kích khủng á. Những cái chậu này nó có đường kính là 80 dài 80 và 81 ngang 55 81 và sâu lọt lòng ở trong chậu là 21. Lọt lòng chậu 21 và cao là 40. Chiều cao từ đáy lên là 40. Đây đục bằng tay hết này. Anh chị em mình coi toàn bộ bên trong đục bằng tay hết, làm thủ công khá khá hay. Mai lan cúc trúc làm rất là đẹp. Cái này mà xịt nước vào quý anh chị em đây nè. Đó, khi mà xịt nước vào anh em mình biết là lên một cái màu xanh rất là đẹp. Thì cái này thì chúng ta có thể dùng để chơi sen, chơi súng, hoặc là chúng ta có thể là trồng cây vào, những cây xanh cây xinh. Còn mẫu này nữa nè quý anh em, cái này là những cái mẫu nhỏ hơn. Cái này có nhận làm theo kích thước nha quý anh chị em, nhà vườn em có nhận làm theo kích thước. Đây là cái mẫu làm cái bể này, bể theo cái bể da cũ này, rất đơn giản và rất là đẹp. Cái mẫu này thì vào những kích thước nhỏ hơn. Này toàn bộ là được tay thủ công hết. Đó, em về được 50 chiếc này, 50 chiếc mẫu loại này nha quý anh chị em. Đường kính này thì khoảng 41 và chiều ngang của cái mẫu này là 30 này. Đây vô những cái cây mini. Dạ, vô những cái mẫu cây nhỏ, những cây xanh, cây si, bộ đề rồi rất là đẹp. Là anh em mà có một cái xây khác thì đặt em cũng nhận luôn hả? Dạ đúng rồi. À, từ những cái chậu kích cổ luôn anh, những cái chậu đường kính 1m 90, 1m 2, nhỏ lớn gì em đều nhận hết. Và bây giờ thì mời quý anh em theo chân của nhà vườn vào bên trong em chia sẻ cái mẫu chậu mà để chúng ta chơi súng. Đây tùng Đài Loan, tùng đẹp quá. Đây là giờ đang phun trái luôn anh, đang nhiều trái lắm. Bật cái vòi nước lên thì bằng cái thẻ kéo qua đây thôi để anh bật. Đây anh, cái này vào sen chơi như thế này, cái này thì đục tinh xảo hơn này. Cái mẫu này thì em đục kỹ hơn, tùy theo cái mẫu đục kỹ và không kỹ nha quý anh chị em. Là cái mẫu đục tứ linh, làm thủ công mà. Dạ, long ly quy phụng á. Đây anh nhìn nước rồi, rất nghệ thuật. Dạ, chúng ta vào nước là nó nguyên nổi nguyên một cái màu xanh lên như thế này. Đó, rất đẹp. Cái đá này là cái đá Ninh Bình, nên là khi chúng ta càng chơi á anh Phú thì nó sẽ sáng ra. Dạ, nó sáng ra rất đẹp. Anh nhìn lại cái độ tinh xảo anh ha, nhìn cái độ tinh xảo rất là cao. Bên này lăng ly quy phụng, bên này là con phụng này, bên này là con tứ linh này. Dạ, tứ linh này, quy này, bên này là quy đẹp. Dạ, rất là sắc sảo. Này mình thả sen mình chơi, mình thả súng trước những cái vườn lớn đó quý anh chị em, thì mình có thể đặt trước những cái vườn để mà mình chơi như thế này thì nhìn nó rất là đẹp và nhìn rất là thanh tịnh. Chúng ta có thể đặt trước những cái lầu trà của mình mà ngồi uống trà ngắm sen quý anh chị em, ngắm cây ngắm sen, hoặc là bỏ súng thái vào chơi cũng rất là ok. Rồi bây giờ mình tiến hành chia sẻ tác phẩm rồi, gửi đến sẽ, bây giờ em sẽ bắt đầu ra để mà chia sẻ đến quý anh chị em mình những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà. Rồi thằng Phú mời quý vị cùng anh chị em. Để có cây bơ đẹp quá, trái quá rồi nhiều luôn quý vị. Rồi và tiếp theo là một cái tác phẩm này thì nhà vườn chỉ chia sẻ thôi cho anh em mình ngắm cho vui nha quý chị em, và cũng giới thiệu đến tất cả quý chị em mình một cái món đồ chơi nữa, là một dòng phân. Cái tác phẩm này là nhà vườn chưa giao lưu nha quý chị em. Vậy mình cùng ngắm cái tác phẩm chuối này. Cái này thì vừa được nhà vườn bấm cách đây khoảng tầm chỉ mười mấy ngày thôi quý chị em. Bây
giờ nó đang bước như thế này. Sống ở đây 12 ngày rồi quý chị em. Mà anh chị mình cái này tác phẩm này em chia sẻ cho quý chị em nha. Đây là một cái tác phẩm Hoàng Anh Mộc. Anh em mình cùng ngắm cái tác phẩm này với em cho nó vui. Cái này thì đặc biệt nó có cái tên là mẫu tử ngân phong quý chị em. Cái con tử phía bên trong là nhìn cái khẩu độ quý anh em, nhìn nó rất sâu và nó rất là tinh xảo. Cái này giống như một người mẹ ôm con vào lòng đó. Cái người mẹ phía trên là nhìn nó có cái độ điệu đà uyển chuyển này. Còn đứa con ở phía bên trong là nhìn nó cũng rất là khéo như quý chị em. Thường thì những cái cành ở phía bên trong là thường thường anh em không có khai thác đâu. Không khai thác mà thường người ta hay bỏ những cái cành bên trong này, nhưng mà những cái cành bên trong này thực sự mà khi mà mình khai thác được nó quý anh chị và mình tạo tác ra thì những cái cành này mới gọi là những cái điểm nhấn này. Rất đẹp. Cái này thì vừa rồi quý anh chị em, sẵn đây thì nhà vườn sẽ giới thiệu và cũng chia sẻ quý anh chị em mình, đó là một cái dòng phân của Đài Loan đây quý anh chị em. Cho cỡ cả dúi này nó ăn quý anh chị em. Anh em mình nhìn cái lá này, anh Phú quay cái lá cho anh em mình ngắm. Lá nó bóng mượt như thế này. Canh mọng mà nó rất là canh cái lá, nó non mà nó xanh, cái màu xanh rất đẹp nha quý anh chị em nha. Thì nhà vườn mình đang dùng cái dòng phân này quý anh chị em, cái dòng phân Đài Loan này. Đây, cái dòng phân này là em nhập từ Đài Loan về. Số lượng cũng khá là nhiều nhưng mà bây giờ cũng còn ít thôi. Thì mình cho nó ăn cái dòng phân này rất tốt. Phân này là phân hữu cơ, nó cung cấp tất cả các loại vi lượng cũng như dưỡng chất cho cây nha quý anh chị em. Anh em mình nhìn này. Phân mình có thể những cái cây đại như thế này mà anh em mình có thể bỏ những cái viên như thế này nó ăn gần hết này quý vị. Đó, nó tan ra nó ăn gần hết này nè. Đó thì cứ như thế này thôi mình tưới xuống. Đây, em bỏ vòng vòng đây cứ 4 5 hạt đây anh Phúc. Phân viên này, dạng viên. Dạng viên á, em bỏ ra rồi bắt đầu em chôn xuống này. Anh em thấy nó nở ra. Nó tan chậm. Dạ, nó tan chậm mà nó từ từ nó ăn. Nó rất là tốt cho cây. Đó, anh em mình dạ rất là tốt tất cả các dòng cây chứ không phải là riêng bất cứ một dòng cây nào hết. Những cái dòng cây mà như cây dúi này là mình cũng bỏ vào cho nó ăn hết rồi quý chị. Đó, lá nó mơn mởn hết, từ tùng, sam núi, hải châu hay là tất cả dúi, những cái dòng cây của nhà vườn mình là đa số mình cho ăn cái dòng phân này hết, tưới rồi vừa cắm cho nó ăn. Anh em mình ngắm cho vui. Tác phẩm này là chưa có chia sẻ cho anh em mình ngắm thôi nha quý chị em. Đó, sẵn em giới thiệu cái dòng phân này đến tất cả quý anh chị mình, đó là cái phân Đài Loan, phân tan chậm, nó cung cấp tất cả các loại vi lượng như dưỡng chất cho cây. Xanh xanh em cho ăn luôn anh Phú, anh quay sơ qua cây xanh này em cho nó ăn luôn này, cái lá nó bóng mượt luôn. Đó, lá nó mượt ruột, nó không có, nó vừa mướt và nó vừa bóng nữa. Dùng cho tất cả chủng loại cây. Dạ, em cho ăn hết tất cả từ xanh dúi rồi làm tưới nó chất lượng lắm anh em. Những cái cây mà đặc biệt là nó khi nó vào quỹ đạo thành phẩm rồi á thì mình cho nó ăn nhẹ nhẹ những cái dòng phân như thế này thôi, không có cần phải ấy thì nó cũng mướt và lá nó cũng đã quá. Những cái bộ lá tùng cũng rất đẹp. Dạ. Dòng phân kể cả sâm núi nói chung là rất rất nhiều. Sâm núi thì thôi tuyệt vời. Chủng loại cây. Xem sâm núi nó xì trái này. Anh coi cái lá nó bóng mà trái của nó này. Trái của nó căng hết á. Anh nhìn cái lá cái trái bé thôi mà bây giờ nó anh thấy không? Cái trái nó cũng bóng nha anh em nha. Cái trái của nó bóng lưỡng luôn, rất thích hợp. Dạ. Yeah. Cái phân này thì mình thử nghiệm rồi, mình xài rồi nên là mình biết anh em. Trùng lắm. Còn ngủ ngang em chưa sắp xếp lại tại vườn hai này thì cũng mới đây quý vị mới đưa ra ngoài này nên là chưa sắp xếp lại. Còn cái vườn một thì cũng hay quay cho anh em mình ngắm cái vườn trong đó, nhưng mà cái vườn này thì mình mới đưa cây ra nên chưa sắp xếp hết. Cây này hoa dữ lắm anh Phúc. Lộc vườn em. Dạ. Em cắt hoa em mới cắt này, cắt quá trời rồi mà bây giờ anh thấy không, cắt cái đầu đây là nó đang xì bông quá trời nữa nè, nhiều lắm. Cây này là cây siêu hoa. Tác phẩm đẹp quá. Hoa cũng đẹp, lá nó nhỏ, lá bé nhỏ nhỏ, hoa đẹp. Và tiếp theo cuốn video của ngày hôm nay, tác phẩm đầu tiên nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị em mình, đó là một cái tác phẩm phải nói cực kỳ quý anh chị em. Đây là một cây tùng Đài Loan,
Và đặc biệt là tùng Đài Loan thì anh em mình biết là tùng Đài Loan thì cái đọt của nó vừa đẹp rồi, mà đặc biệt là để kiếm những cái cây mà bonsai mà kích khoảng 40 thiên mà nó già và nó lung lực như thế này. Và đặc biệt đây là cái tùng trái nữa quý anh chị em. Cái này tùng trái đẹp, nó đang có trái đây, đang trái đây luôn. Rất đẹp. Đó, thì rất khó nha quý anh chị em nha. Đó, cây đang khỏe. Và cũng vừa được em định hình xong cái bộ bóng lại. Nói chung là cây này là nó bây giờ nó vào cái nó vào khuôn hết rồi. Anh em bây giờ chỉ như thế này, việc chỉ về chơi thôi. Cốt đẹp quá. Dạ, cây này là mỗi cây tùng rất giá trị nha quý anh chị em. Cây này đặc biệt là cái tùng Đài Loan nó khó có đế lắm. Nhưng mà đế nó có mỗi cây mà nó có bộ đế to như thế này quý anh chị em. Và nó trải đều như thế này cũng rất là khó. Và đặc biệt là cái đường thân của cây này thì phải nói độ đẹp chấm hết luôn. Anh em mình biết cái khi cái tùng mà nó già mà đỏ âu như thế này. Đỏ âu hết. Dạ. Thì không phải là đơn giản đâu. Cái độ vành á. Độ vành nó rất nghiệp. Anh Phú đi một vòng đi. Phú đi một vòng xem cái độ già, cái độ vành của cây này. Đó. Đây, rất là đẹp. Kinh điển. Cái bộ bờ dưới này anh Đình Phú. Đó, cái dàn chân. Anh em nhìn cái kỹ dàn chân của cây này, nó chạy, nó lết, nó chạy rất là tình cái cây nha quý anh chị em. Nó lết từ bên dưới này, nó bắt đầu vành lên và nó đảo lộn hai dòng. Tùng mà để mà những cái cây mà bonsai như thế này á, làm cực kỳ lâu nha quý anh chị em. Tùng mà thả sống á, thì nó có thể gọi là cây to thì đơn giản, nhưng mà để mà những cái cây mà nó vào những cái kích bonsai như thế này á, rất khó. Bắt cái chủ đẹp. Dạ, yeah. Cây này thì nói chung là làm rất là chuẩn. Tùng mì thì lỗi thì người ta ít chịu lắm anh em. Đã chơi tùng là người ta đòi hỏi cái độ chuẩn xác, cái độ gọi là đóng tay cho nó phải bài bản. Chứ còn khi mà tùng mà đóng mà lỗi là coi như là anh em người ta không chuộng đâu. Những người chơi tùng là những người người ta đã chơi rất là khó rồi, nên là bách nó phải bài bản, tả hiểu tiền hậu rồi bách phải rất rõ ràng quý chị em. Lên cái chậu đẹp. Yên tâm là phúc phiết rồi là mình bách gọi là gần như là chuẩn 100% quý chị em. Từ những cái cành phong, những cái cành hậu bách tỷ lệ rất là đẹp và đạt bóng với nhau hết nha quý chị em. Cung là toàn bộ đá với nhau hết. Đó, đây là quýnh một mâm, ví dụ bên này đá một mâm, bắt đầu từ trên này lốt xuống nữa nè. Rất là rõ ràng. Bên này lốt một cái bông nhỏ phía này nữa quý anh chị em, để nó ra nhìn cho nó có cái chiều sâu. Đúng rồi, rất rồi đẹp. Anh em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm tùng Đài Loan, tùng trái này có bộ đế tuyệt vời. Dạ. Em mà đa số tùng Đài Loan của em là tùng trái hết nha quý anh chị em. Không chỉ có 10 cây, chỉ có được chỉ có một cây bông thôi, chứ không 10 cây là hết 9 cây trái ạ. Tùng Đài Loan mà kiếm những cái cây trái là bây giờ là hiếm lắm á quý anh chị em. Chứ không phải là dễ đâu. Mà để cây trái mà cây mà chuẩn chỉnh nữa thì càng khó hơn nữa. Đế to. Cái này thì đế thì gì thì khỏi nói rồi. Đế là tuyệt vời. Hành đế cái này là 2 mét đó quý anh chị em. 2 mét. Rồi em xin phép đo hành thân nha quý anh chị em. Hành thân em xin phép đo ngay cái củ này là 72 ạ. 72. Dạ. Yeah. Hành thân đo ngay vị trí là 72. Em xin phép đo cái đoạn nhỏ nhất nha quý anh chị em nha. Ngay cái eo này. Ngay cái eo này là 50 nha quý anh chị em. 50. Là em đo cái đoạn nhỏ nhất này là ngay cái eo này là 50. Đó, ngay đây là 72. Ngay cái củ ngay chỗ vị trí này là 72. Cái này nó chảy sờ xuống nha quý anh chị em. Già lắm. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 79 nha quý anh chị em. Cao 79. 78 chứ không được 79 quý anh chị em. Bị 78 79 á. Còn cái bộ tán của cây là tán là 1m45 quý anh chị em. 1m45. 1m45 đang nằm ở trong cái chiếc chậu Đồng Nai. Hàng đắp hoa mẫu đơn đắp nổi nha quý anh chị em nha. Chậu đẹp. Dạ. Yeah. Chậu này là người ta đắp nổi dán tây ạ. Chậu có kích thước là ta 91 quý anh chị em. Dài 91. Dài 91 và chiều ngang của chậu là 70 quý anh chị em. 70. Ngang 70, dài 91. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm tùng Đài Loan này. Quý anh chị em nào thực sự thiện chí và thực sự yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Cũng xin thông báo đến tất cả quý anh chị em mình là nhà vườn thì có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em, mọi điều bonsai trên cả nước.
quý anh chị em nào yêu thích tác phẩm nào của nhà vườn thì quý anh chị em đừng ngại ngùng gì hãy nhấc máy lên và alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình ạ. Coi khá là khủng, khá to nha quý anh chị em nha. Kích coi này là 4 người khiêng nha quý anh chị em. 4 người khiêng. Coi này thì làm hai mạch, mở hai cái mạch đều đẹp hết nha quý anh chị em nha. Nhưng mà cái mạch tiền thì ví dụ 10 thì cái mạch sale khoảng 9. Tại vì cái mạch sale là nó có một cái cành phong quý anh chị em, để cho nó ấm, nên là cái mạch sale thì chúng ta nhìn không rõ hết cái cổ ngọn. Còn phía trước thì chúng ta nhìn được gần như là chi tiết hết cái coi. Đúng rồi. Quý anh chị em mình cùng thử làm. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm hoàng anh mộc quý anh chị em. Một tác phẩm dúi. Một cái dúi phải nói khá là đẹp và khá là dị nha quý anh chị em. Cái này là một cái dúi thuận, chứ không phải là dúi nghịch, không phải là cái ngọn mà dâm bụ đó nha quý anh chị em. Cốt nghệ thuật. Dạ, cái này là một cái dúi thuận, nghĩa là cái dúi khai thác. Nó nằm trong thiên nhiên, nó đã có những cái độ dị và cái độ vàng nó cực kỳ độc đáo. Cái đường chày á quý anh chị em, cái đường chày của cái thân á, của cái rễ nó lên thân nhìn nó rất là độc đáo này. Nó vàng một dòng nó đảo lên. Và được xây dựng phải nói cũng cực kỳ chuẩn chỉnh. Cây này thì ngày xưa mình mua nó là cây gọi là cũng là cây thành phẩm đó quý anh chị em. Nhưng mà về phá ra rồi làm lại bữa nay cũng gần 2 năm. Cũng khai thác và cũng làm lại. Làm lại gần như là 80% đó quý anh chị em. Còn chỉ giữ lại cái phần cốt mà thôi. Còn cái dàn tay này là chỉ giữ lại tay 1, tay 2 với lại cái cành huyền này thôi. Còn cũng làm lại khá nhiều. Đó, anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái phần chân. Cái phần chân và cái độ chày, cái độ trường của cây này, cây rất già. Cây này là cái dúi siêu quả nha quý anh chị em. Nghĩa là cái dòng dúi này anh chị em mình nhìn đây thì em đây quý anh chị em. Cái dòng dúi này, cái lá của nó ví dụ như thế này thì cái những cái nách lá này, cứ mỗi nách lá như thế này là ra mỗi cái chùm quả. Đó, nó có cái hay như vậy. Cây này là cây gọi là siêu trái luôn á, trái dữ lắm. Dúi mà đổ trái là tuyệt vời. Dạ, cây này là cây gọi là trái rất nhiều chứ không phải là trái nhất. Mà một năm ra hai mùa luôn. Rồi quý anh chị mình cùng chiêm ngắm tổng thể của bóng cũng như là đường đi, đường chạy của tác phẩm dúi này. Anh em nào nhìn cho thật kỹ lưỡng và tổng thể. Coi thì tỷ lệ tay cành cho tới đường thân các kiểu là gần như là nó vào đà gọi là hoàn thiện rồi nha quý anh chị em. Đó. Còn trên này chỉ có ốp chủ một xíu nữa là gọi là dứt điểm á. Nhà vườn xin phép đo thông số kích thước của tác phẩm hoàng anh mộc này. Cái này bể chân rồi rễ rồi là được nài vẹn, được làm kỹ lưỡng lắm. Anh bể là 1,5 m quý anh chị em. 1,50 m. Dạ. Xin phép đo hành thân ngay vị trí này nha quý anh chị em nha. Là 60. 60. Dạ, em xin phép đo cái đoạn eo nhỏ nhất này nha quý anh chị em. Là 42. 42. Dạ. Và chiều cao từ mặt chậu lên cái đỉnh 80 nha quý anh chị em. Cao 80. Dạ, cao 80. Và bộ tán của coi là 1,10 m. 1,1 m. Dạ. Đang nằm ở trong cái chiếc chậu Trung Quốc có cái đường kính là 70. Dài 70. Dạ, và chiều ngang của chậu là 58 quý anh chị em. 58. Dạ. Anh chị mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm hoàng anh mộc này. Tác phẩm phải nói rất nghệ thuật, rất đẹp. Quý anh chị em nào yêu thích tác phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em mọi điều bonsai trên cả nước ạ. Anh chị em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Rồi và tiếp theo nhà vườn muốn gửi đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái tác phẩm tùng Đài Loan. Cây này cũng là một cây tùng trái luôn nha quý anh chị em. Đó, để mà sở hữu mà sưu tập những cái cây tùng Đài Loan mà những cái cây tùng trái như thế này thì nói thật với quý anh chị mà cũng rất là khổ sở đây quý anh chị em. Cốt đẹp mà tìm ra những cái tác phẩm mà nó đẹp như thế này và đặc biệt là nó chuẩn chỉnh như thế này thì rất khó. Rồi bây giờ về mình xây dựng mình làm lại nữa quý anh chị em. Cây này thì một cây tùng Đài Loan, xin thưa với quý anh chị em là cây tùng Đài Loan trái. Cây này là cây và cây đít bồn ngọn chị anh, cây rất rõ ràng. Dạ, đỏ eo hết. Dạ, cây nào cũng nói chung là nó cũng rất là già. Dạ, mà đây anh nhìn nó cái thẹo này.
Ngày xưa người ta cắt những cái thiều này mà nó cuốn vào hết này. Nhìn rất đẹp. Dạ. Đó, anh em mình cùng ngắm đi qua một vòng. Đài Loan mà để lựa ra những cái cây mà nó có đế mà như thế này thì không phải đơn giản đâu nha quý anh chị. Những cái cây mà nó có cái dàn chân bệ mà nó như thế này rất là khó. Chú, dàn đế bên này đẹp quá. Dạ. Cây nói chung là một cây Đài Loan phải nói để mà tìm ra như này thì quá khó luôn. Này anh Thang, cái độ nhuyễn của nó này, nó có cái co, những cái co mà phải nói làm phải nói cực kỳ lâu nó mới có được những cái co như thế này. Quá đẹp những cái co này quý vị, phải nói là tuyệt vời. Rất khó. Rồi anh chị em mình cùng chiêm ngắm cái tác phẩm Tùng Đài Loan này. Em xin phép đo thông số nha quý anh chị em nha. Đây thì quan trọng là đã hợp nhãn quý anh chị em mình chưa. Còn toàn bộ những cái tác phẩm này là những cái tác phẩm mà gọi là được chọn lọc rồi nha quý anh chị em. Được nhà vườn chọn lọc và tuyển chọn ra rồi. Nên là những cái đây là những cái tác phẩm gọi là đẹp và những cái tác phẩm gọi là đẳng cấp rồi quý anh chị em. Nên là anh chị em nào mà yêu thích thì cứ nhắc máy lên alo cho em. Chứ còn những cái tác phẩm này thì nói về cái độ chuẩn chỉnh là không phải bàn cãi đây. Tác phẩm này đế cũng khá to. Hoành đế của tác phẩm này là 1m50 quý anh chị em. 1m50. Dạ, 1m50. Thành thân của tác phẩm này là 60. 60. Dạ. Em đo ngay cái đoạn eo này ạ. Đoạn eo này là 42. 42. Đoạn eo này nha quý anh chị em. Cái đoạn eo nhỏ nhất này là 42. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 70. 70. Dạ. Và bộ tán của coi quý anh chị em. Bộ tán của coi là 1m50 quý anh chị em. 1m50. Dạ, 1m50. Đang nằm ở trong một chiếc chậu oval hộp xoài Đồng Nai. Có cái đường kính là 84 quý anh chị em. Dài 84. Dạ, 84. Đắp hoa mẫu đơn, đắp nổi luôn nha quý anh chị em. Và chiều ngang của chậu là 60 quý anh chị em. 60 chiều ngang. Là 60. Quý anh chị em mình cùng chiêm ngắm tác phẩm tùng trái này. Tác phẩm tùng Đài Loan này. Anh chị em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình nha quý anh chị em. Nhà vườn xin thông báo là nhà vườn có ship hàng toàn quốc đến tất cả quý anh chị em một điều bonsai trên cả nước ạ. Anh chị em nào yêu thích tác phẩm nào thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn thông qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Đó, mình xin thông báo quý anh chị em là nhà vườn có ship hàng toàn quốc và đây là cái cây tùng Đài Loan, tùng trái nha quý anh chị em nha. Đây là cây tùng trái. Rồi và tiếp theo nhà vườn cũng gửi đến tất cả quý anh chị em mình đó là một cái món đồ chơi phải nói cực quý quý anh chị em. Tác phẩm này thì anh em nào thật sự phải rất là yêu thích thì rất đẹp thì alo cho nhà vườn. Đây là một cái món đồ chơi phải nói khá giá trị nha quý anh chị em. Xin thông báo với quý anh chị là một món đồ chơi rất giá trị. Bây giờ mà để mà sở hữu và sưu tầm những cái món đồ chơi mà như thế này thì không nhiều đâu quý anh chị em. Cái này thì vừa kích để anh chị mình bưng bê bỏ vào chiếc bảy chỗ hoặc là chiếc bán tải nhỏ nhỏ mình đi chơi. Một tác phẩm. Tất cả mọi đấu trường nha quý anh chị. Một tác phẩm xanh. Dạ. Yeah. Cực đẹp. Cái này thì không phải nói tới bàn cãi tới cái độ tan chảy, cái độ mịn, độ đẹp. Và từ cái cốt pháp, từ cái đường thân của nó đi quý anh chị. Nó đi phải nói được đào tạo, phải nói cả một thế hệ chưa chắc gì đã làm xong một cái tác phẩm như thế này. Cái này là nằm ở mình cũng may mắn thôi mà được sở hữu lại. Và cũng có duyên với cái tác phẩm này quý anh chị em. Nên là cũng được một ông anh cũng chia sẻ lại cho cái tác phẩm này. Rồi. Đây là một cái cây phải nói rất độc đáo và rất đẳng cấp. Để đi vào chi tiết. Dạ, anh em mình bắt đầu nhìn ngắm cái độ tan chảy của nó từ cái phần bề quý anh chị em. Từ cái phần chân bề ra toàn bộ là nó gọi là nó bị riếng hết. Và nó rít một cái chiếc chậu chăm ba này quý anh chị em. Đây là nó đây. Trong này là cái chiếc chậu chăm ba, chậu đất chăm ba.
nó ôm một cái chiếc chậu trăm ba rất nhiều năm ở trong này. Đó, cây này thì phải làm cả một đời người quý anh chị mà mới có được cái tác phẩm như thế này. Còn cái đường thân á thì nó chạy thì phải nói cái độ là cái độ uyển chuyển thì thôi đừng có bàn cãi nữa. Cái độ gạch, cái độ gọi là cái độ vặn của nó, anh em nhìn này. Không biết bao nhiêu gọi là cái vết cách mà bây giờ nó đã mịn như thế này. Đó, cây này thì đúng là nghĩa là cây chắc chơi quý anh chị, mọi đấu trường luôn. Cái dàn dâm, cái dàn mâm này, anh Phú có thể để cái dàn máy thấp xuống giùm em. Cái dàn gầm này thì anh em mình biết là phải nuôi, phải để mà được cái dàn gầm mà nó như thế này, mà cái mâm nó tản vân mà nó xé mỏng như thế này và nó đấu móng rồng hết như thế này này, thì nói về cây xanh quê lá kim mà nuôi không biết bao nhiêu năm nha quý anh chị em. Dòng này thì không bao giờ bỏ dâm nha quý anh chị em. Dòng này là cái dòng lá phải nói đẹp nhất của xanh quê, lá vừa đẹp mà dâm vừa khỏe. Cái mạch bên này cũng vậy anh em, đây là mạch sau này, anh em nhìn cái độ tan chảy của nó, cái độ gập gờn của cái cây, cái độ gọi là khúc khử của cái cây này. Thế này là thế phượng vũ nha quý anh chị em, thế này người ta còn gọi là thế phượng vũ này. Đó, nó rất là tan chảy, rất đẹp. Nói cái dàn dâm là thấy là cái này dâm này không bao giờ bỏ dâm anh Phú. Dâm này là cái dâm xanh của nổi tiếng của Bình Định mình. Giống xanh này phải nói rất đẳng cấp. Giống xanh này nó là cái dòng xanh mà phải nói không bao giờ bỏ dâm. Lá đẹp mà dâm dày. Tác phẩm xanh quê mà phải nói nó độ tan chảy và độ rít của nó đẹp như thế này quý chị. Từ cái khẩu độ của cái coi, nói về từ tất cả các cái khẩu độ thì anh em mình nhìn là biết rằng là không phải gọi là bàn cãi gì hết nữa nha quý vị. Toàn bộ nó xé tán tản vân hết ra với nhau và đá cung hết toàn bộ các cái cung á, thì anh em mình biết là toàn bộ các cái cung này đó, các cái khẩu cung nó đóng phải nói rất là nhịp nhàng nha quý vị, nó rất nhịp nhàng và lên bắt đầu nó bắt cái phúc thì anh em mình biết là ốp cái chủ này phải nói rất đẳng cấp. Em ra phía sau em mường tượng đi. Dạ đây. Đây kích này là kích 4 người khiêng hoặc là 2 người thật là khỏe là sẽ khiêng được. Cái này em đang đặt một cái chậu đá giống như lúc đầu cái clip với anh Phú. Em đang đặt một cái chậu Long Ly Quy Phụng. Em đang đặt để mà em đặt cái cuộn xanh này vào. Thì cái chậu Tư Linh. Đặt một cái chậu khác, cái chậu đá khác vào thì anh em mình nhìn cái coi này nó khác ngay. Đó. Cái này thì bưng bê mình bỏ vào xe mình đi chơi thì thoải mái, vào tất cả các cái cuộc chơi thì anh đặt cái cây, anh em mình đặt cái cây này đi lên cờ, anh em mình chơi thì phải nói chấm hết luôn. Dưới bằng quay em. Rồi, anh em mình cùng chiêm ngắm thật là tỉ mỉ và chi tiết. Em xin phép đo thông số kích thước để anh quý anh chị mình tiện hình dung và sẽ giữ giao lưu hơn. Cái món đồ này thì nói tới cái độ tan chảy của nó thì phải chấm hết luôn quý anh chị em, không phải bàn cãi gì nữa rồi. Cái này nó có cái hành bệ là 1m65 quý anh chị em. 1m65. Dạ, 1m65. Hành bệ. Cái đai cái chân này nó đấu xuống mông rồng rất là hấp dẫn quý anh chị em. Rất khéo. Rồi, em xin phép đo cái bệ này nha quý anh chị em. Cái bệ này nó ôm một cái lưu châm ba xưa quý anh chị em. Rít chặt. Kín hết. 1m1 quý anh chị em. 1m1. Em xin phép đo cái cổ trên cái thân này nha quý anh chị em nha. Là 60 quý anh chị em. 60. Em xin phép đo cái tay trực này nha quý anh chị nha. Là 30. 30. Trên cái cổ tay trực này là 30. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh. Chiều cao từ mặt chậu lên tới đỉnh là 88 quý anh chị. 88. 88. Và bộ tán của coi là 1m20 quý anh chị. 1m20. Đang nằm ở trong một chiếc chậu có cái đường kính là 77 quý anh chị. Dài 77. Dài 77. Và chiều ngang là 48. 48. Dạ. Rồi anh chị mình cùng chiêm ngắm qua một vòng cho
thật là chi tiết và thật là tỉ mỉ cái tác phẩm này. Đây là một cái món đồ chơi đỉnh cấp nha quý anh chị em. Anh chị em nào yêu thích thì cứ nhấc máy lên alo cho nhà vườn. Đây này thì nếu anh em nào mà tiền á, anh em mình ở gần thì anh em cứ ghé vườn nha quý anh chị em. Ghé vườn tham xem qua bên ngoài nhìn nó mới nói chung nó mới đảo quý anh chị em. Tác phẩm này mình nhìn ở ngoài mình nhìn cái độ chi tiết của nó, cái độ mà gọi là cái độ nhũng của cây á quý anh chị em. Nhìn nó nhũng cực kỳ luôn. Nhìn nó ở ngoài nhìn nó tan chảy mà nhìn nó nhũng nó cái bể nó nhiều hết ra. Nhìn nó rất là phê. Cái độ già thì anh em mình biết là xanh quê mà khi nó trắng như bột dài thì khỏi nói rồi quý anh chị. Cái độ già thì chấm hết. Rồi, anh chị mình cùng chiêm ngắm. Rồi thời lượng báo giá của tuần này và chia sẻ của tuần này thì cũng tương đối khá dài rồi quý vị. Nhà vườn cảnh bonsai cũng xin tạm dừng của video tại đây. Không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến kênh của anh Thanh Phú đã tạo điều kiện cho nhà vườn giới thiệu đến tất cả quý anh chị em mùa điệu bonsai trên cả nước những cái tác phẩm bonsai của vườn nhà. Clip tuần này thì nhà vườn chỉ chia sẻ đến tất cả quý anh chị em những cái tác phẩm quý thôi. Rồi nhà vườn cũng xin phép dừng của video tại đây. Cũng không quên kính chúc tất cả quý anh chị em mình một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em trong cuối video mới nhất. Chúc rồi. Tất cả quý anh chị em mình sẽ lựa chọn cho mình những cái tác phẩm bonsai ưng ý, mang về trưng bày cho ngôi vườn như cũng như ngôi nhà của mình ngày càng đẹp hơn. Xin chào. Rồi, chào em. Rồi, thời lượng cũng khá dài. Thanh Phú xin phép dừng cuốn video lại và cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.